Hello, xin chào anh em. Ngày hôm nay trong tập này Trung sẽ giới thiệu cho anh em một số cái thiết bị phụ kiện đi kèm với GoPro để chúng ta có một sự trải nghiệm về đi quay ở ngoài, quay outdoor, quay vlog một cách tốt hơn. Tại vì một cái GoPro không á, nó sẽ còn thiếu rất là nhiều những cái phụ kiện để bổ trợ cho các bạn trong những cái mục đích sử dụng video của các bạn. Bây giờ Trung đã mới đi sắm một đống thiết bị. Bây giờ chúng ta xem coi nó có cái gì nha. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu từng món ha. Rồi chúng sẽ cho các bạn biết cái giá luôn để chúng ta tham khảo. Đây. Rồi để mình kiếm cái hóa đơn. Đây là cái hóa đơn mình mua ở một cái cửa hàng chuyên GoPro. Đó là Metro Shop ở 199 sạc 14B đường 3 tháng 2 phường 11 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Bây giờ mình sẽ để cái địa chỉ ở phần link mô tả để các bạn tìm hiểu tham khảo, mình chia sẻ thôi nha, chứ không có quảng cáo cho bất kỳ ai. Cái món đầu tiên của mình đó chính là một cái món gọi là, để mình coi cái danh sách nó là cái gì đâu mất rồi. Đây là một cái chip bồ ba chân và một cái GoPro. Cái này là có giá là 50.000. Đây. Đơn giản thôi. Đó. Rồi. Giống như mình đây là một cái ba chân thôi, các bạn có thể tháo ra mình nối vô bất kỳ một cái thiết bị gì cũng được. Mình để ra đi, lát mình tính sau. Rồi, tiếp theo. Đây là một cái món thứ hai. Là một cây gậy nối dài. Một cây gậy nối dài, mở ra. Một cây gậy nối dài này có giá là 199.000. Đây. Đó, gậy nối dài nè. Các bạn dặn qua trái, kéo ra. Một, dặn qua trái. Hai, đó. Các bạn khóa lại, dặn lại qua phải. Đó, các bạn thấy không? Là nó có chiều dài khoảng 70, theo thông số là để là 70cm. Ở dưới đây nó có một cái ốc 1/4 nè, các bạn có thể gắn cái chân vô. Đó. Chưa? Là mình trên đây thì là nó có một ốc 1/4 thì là mình để gắn cái đồ gắn cái GoPro vô để mình quay. Đó, mình sẽ kéo dài ra. Rồi, bây giờ mình muốn thu vô là mình dặn qua ngược lại, kéo xuống. Đó, mỗi khớp là các bạn dặn qua. Kéo xuống xong các bạn dặn ngược trở lại. Là nó khóa lại thôi. Rồi, mình để cây gậy nối dài nha, có giá 199.000. Tiếp theo, đây. Đây là một cái box bằng nhựa trong suốt là để chống nước, là chúng ta để bỏ GoPro vô. Quay ở dưới nước thì cái GoPro của mình là GoPro 8 8 Black. Đây. Xé luôn. Đây. Wow. Thì cái hộp, cái vỏ chống nước cho GoPro 8 á, Telensy chính hãng là 349.000, nhưng mình được giảm giá còn 290.000. Đó, ở trên đây nó có một cái lẫy nè, các bạn mở mạnh lên. Đó, là chúng ta sẽ bỏ GoPro của chúng ta vô trong đây ha. Rồi chúng ta sẽ đẩy nắp lại và đè nó xuống. Rồi, như vậy là các bạn tha hồ mặc sức quay ở dưới nước mà mình vẫn đảm bảo cho cái GoPro của mình không có bị ăn mòn bởi nước biển hay này kia, các tác động khác. Rồi, ở đây 290.000. Tiếp theo là một cái khung vlog. Khung này là mình mua cái khung bằng nhựa. Phải không? Cái khung vlog này bằng nhựa là chúng ta ở trên đây là chúng ta để gắn cái micro không dây nè, cái bộ đầu thu, và xuống đây là chúng ta là vừa quay vừa sạc. Thì nói chung là cái bộ này á, mình sẽ có một video là mình sẽ set up và chỉ cho các bạn set up luôn. Thì trước tiên chúng ta nắm tham khảo những cái phụ kiện thôi.
đây nó có tặng cho mình hai cái vòng tròn, một cái này là để các bạn gắn cái lens vô, còn cái này là cái nắp chụp, cái nắp chụp bảo vệ cái mặt kính của GoPro. Mình gắn thử luôn nha, có hai cái loại đó để bảo vệ cái mặt camera. Thì cái Ulensi, cái khung vlog này á, nó có hai loại, một loại là khung bằng kim loại thì có giá là 600, còn một loại là nó bằng nhựa, thì cái này là mình mua cái bằng nhựa nè, thì nó có giá là 250. 250 bỏ đây. Đây. Đây là cái phao nổi cầm tay dành cho GoPro. Đây. Đây cái phao nổi nè các bạn thấy không? Mục đích của cái này là cái gì? Sẽ mở cái này ra nha, mình ví dụ cho các bạn xem nha. Tại vì cái này là nó gắn liền với cái khung này. Đó, cái khung chống nước là để mục đích của mình là đi quay ở dưới biển. Cái cầm tay này là bản thân của nó là một cái phao nổi. Đó là để mục đích là như thế nào? Là khi các bạn đi quay ở những cái cảnh mà ở dưới nước á, nếu mà các bạn bị giuột tay mà các bạn làm rớt cái GoPro ra, thì mục đích của cái phao này là như thế này nè. Mình đang quay ở dưới biển đúng không? Khi mình giuột tay, mình rớt thì là cái phao này là cái phao nổi, thì nó sẽ nổi cái GoPro này lên mặt nước. À, chứ không là không có cái phao này là cái GoPro của bạn nó sẽ chìm xuống đáy biển luôn, là không biết đường mà mình mò mình lấy lại được, thì nó nhờ cái phao này thì nó sẽ nổi lên. Đó, nó nổi lên mặt nước. Không? Rất là cần thiết để các bạn, đây là một cái combo các bạn đi quay dưới nước nha. Rồi mình để đây. À, cái phao này thì có giá là 100.000. Rồi tiếp theo, đây một cái dây đội đầu ha. Một cái dây đội đầu dành cho GoPro. Rồi thì ở đây nó cũng có một cái bát sẵn rồi, thì các bạn lấy những cái này nè, các bạn để GoPro vô thì khóa lại thôi. Đó, thì mình đội lên đầu. Nha. Các bạn vừa chạy xe, các bạn vừa quay, các bạn vừa đi, các bạn vừa quay, thì hai cái tay các bạn sẽ linh hoạt hơn. Mình không phải cầm máy quay nữa, thì là cái trên đầu của mình sẽ nhìn hết tất cả mọi thứ. Đó, thì cái này, cái dây này có giá là mất rồi. Có giá là 80.000. Cái dây này có giá là 80.000. Rồi còn nữa. Còn nữa chưa hết nữa. Mua quá trời mua. À, đây là cái bộ dán kính cường lực. Kính cường lực dành cho GoPro để chống cái tình trạng là các bạn làm chạy làm nứt cái màn hình ha, hay là nứt cái kính camera, thì cái cường lực này có giá là 99.000, nhưng mình được giảm giá là còn 50.000. Đó, thì cái này không cần phải mở ra đâu. Đó. Rồi. À, cái này là cái một cái hộp chống sốc. Một cái hộp chống sốc để các bạn đựng GoPro á, trong quá trình di chuyển thì chúng ta sẽ không có phải lo sợ là hư hay chày hay bể ha. Cái hộp chống sốc. Cái hộp chống sốc GoPro này có giá là 49.000. Quá trời đồ. Đây, một cái quan trọng nữa, cái đây là cái adapter GoPro. Cái adapter này khá là mắc nha. Cái adapter này nhìn nhỏ vậy thôi nhưng mà nó giá là 1.500.000. 1.500.000 thì mục đích của cái adapter này là cái gì? Khi các bạn gắn vào cái khung vlog, gắn vào cái khung vlog này á, là để cho là các bạn vừa sạc được GoPro và gắn thêm một cái thiết bị âm thanh thu âm ở ngoài. Đó là không, các bạn không phải thu âm bằng GoPro mà các bạn thu âm bằng cái mic, giống như là cái mic chúng đang đeo nè, thì là các bạn sẽ có phải qua một cái cổng kết nối, thì cái cổng kết nối này gọi là adapter, thì cái giá của cái này là 1.500.000. Thì setup như thế nào thì là hẹn các bạn ở tập sau, là chúng sẽ setup cả một cái bộ vlog luôn cho các bạn xem. Rồi tiếp theo đây, một cái mà chúng rất là thích, và khi các bạn đi quay xa và những cái nơi mà không có điện thì những cái này là một cái cần thiết vô cùng. Đây, tay cầm
Kim luôn là cục sạc dự phòng cho cái cho GoPro. Là có nghĩa là khi các bạn ghim điện trực tiếp từ cái tay cầm này nè vào trong cái GoPro và các bạn không cần sử dụng qua pin. Và cái thời lượng của cái này là 6800 mAh. 6800 mAh là rất là nhiều, là nó gấp 3 lần cái cục pin GoPro. Đó là các bạn là nó vừa là tay cầm để gắn vô cái bộ vlog này nè. Và chúng sẽ set up sau. Thì cái cục pin dự phòng tay cầm này có giá là 469.000. 469.000. Rồi. Mình để sang một bên hết đi. Lát mình dọn sau. Rồi, cái cuối cùng. Đây là một cái dock sạc. Và chúng đã mua thêm một cái dock sạc kèm theo hai cục pin GoPro nữa. Thì hai cục pin này không phải là pin GoPro chính hãng, mà đó là một cái hãng cũng thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là Talency. Đó. Nó có một cái USB Type-C dùng để sạc. Đây là cái dock sạc của chúng ta. Thì chúng ta mở nắp ra. Thì chúng ta sẽ có 3 khe bỏ pin. Đó các bạn thấy không? Đây là chung mua thêm một cái cục pin GoPro 8 này. Nhưng mà pin này là của hãng Talency. Thì là chung mua hai cục pin Talency. Đó, và một cái dock sạc này thì có giá là 650.000 cho một cái dock sạc và hai cục pin, với cộng thêm một cục pin GoPro chính hãng nữa là 3 cục. Thì 3 cục này các bạn có thể sạc cùng một lúc luôn. Các bạn bỏ vào trong đây là mình sạc cùng một lúc luôn. Rồi, đậy nắp lại, chúng ta vừa đi vừa sạc, không có sợ là mình sẽ bị rơi rớt mất. Nó cục sạc ở phía sau của nó là cái cổng USB Type-C. Thì mình có thể cái đầu này là USB, mình có thể là ghim vô cục sạc dự phòng, mình sạc cái cục này vẫn được. Đó, thì bộ này chung mua cái dock sạc và hai pin nữa là 650. Và cái cuối cùng là mình mua một cái đầu lọc thẻ nhớ, thì có giá là đầu lọc thẻ nhớ này có giá là 185.000. Và một cái thẻ nhớ 64GB. Một cái thẻ nhớ 64GB. Để anh lấy cho các bạn xem. Đây. Cái thẻ nhớ 64GB hiệu SanDisk nha. Cái này là cái U2, U3. À, thẻ là của dòng A2V30. Extreme Pro 64GB, thì cái thẻ này mình quay được 4K luôn. Thì cái thẻ này chúng mua ở Memory Zone. Sẽ để cái link mô tả ở cái link mua sản phẩm ở phần mô tả cho các bạn xem. Thì cái thẻ 64GB này có giá là 350 một thẻ. Rồi, đó là tất cả những cái phụ kiện nè và thẻ nhớ, đầu lọc thẻ nhớ, rồi pin dự phòng, rồi chống nước, rồi phao dành nè. Đó, rồi hộp bảo vệ nè, rồi rất là nhiều, dán màn hình, nói chung là rất là nhiều. Bây giờ chúng sẽ kết thúc video tại đây. Đây là một số phụ kiện để cho các bạn tham khảo. Hầu như là những cái gì mà chúng mua là đã đầy đủ và tương đối rất là đầy đủ rồi. Và các bạn tha hồ đi trải nghiệm, đi quay vlog, đi làm những cái clip về action hay tất cả mọi thứ ha. Kèm theo cái bộ micro này nữa. À, thì micro này chúng đã có để ở những cái tập trước, thì các bạn có gì vào tham khảo coi cái giá và cái công dụng, cái tác dụng của nó là như thế nào. Và bây giờ chúng sẽ hẹn các bạn ở tập sau, chúng sẽ ráp cho các bạn một cái bộ vlog đầy đủ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.